Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cà phê Liên Minh. Trước khi đến với nội dung của video ngày hôm nay, mình xin được phép dành một chút cảm xúc cho huyền thoại bóng đá thế giới Diego Armando Maradona. Mặc dù biết rằng ai rồi cũng sẽ về với cát bụi, tuy nhiên sự ra đi đột ngột của cậu bé vàng vẫn là một mất mát quá lớn đối với đất nước Argentina nói riêng và hàng triệu con tim yêu trái bóng tròn nói chung. Nhà vô địch World Cup 1986 đã mãi mãi ra đi ở tuổi 60 sau một cơn đau tim. Ngay sau đó, Chính phủ Argentina công bố sẽ cử hành nghi thức quốc tang dành cho người hùng của bóng đá nước nhà. Ngoài sự ra đi của Maradona, thì ngày 26 tháng 11 còn đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Liên minh huyền thoại Bắc Mỹ khi Double Leaf tuyên bố giải nghệ và khép lại sự nghiệp kéo dài gần một thập kỷ. Thực chất, thời điểm người đồng đội Bizzersen chuyển sang công tác huấn luyện, chàng xạ thủ lắm tài nhiều tật này cũng đã cân nhắc về việc nghỉ ngơi. Double Leaf cho biết, đội tuyển sẽ không còn được như xưa nếu không có Bizzersen. Tuy nhiên, Double Leaf không nghĩ việc treo chuột sau thất bại thê thảm tại chung kết thế giới là đúng đắn, bởi như vậy chẳng khác nào anh chạy trốn. Dẫu vậy, anh đã thay đổi suy nghĩ sau khoảng thời gian cân nhắc, và quan trọng nhất chính là việc tìm kiếm một đối tác đánh cặp ở đường dưới càng ngày càng rơi vào bế tắc. Double Leaf nói thêm, anh muốn giải nghệ bởi cơ hội góp mặt trong top xạ thủ hàng đầu thế giới đã không còn, nhưng anh tin mình vẫn là xạ thủ hay nhất LCS. Và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại chặng đường đầy thăng trầm của thánh gáy Double Leaf nha. Cà phê Liên Minh, cà phê nhân phẩm, cà phê tốc chiến và cà phê Valorant. Hãy subscribe và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ hệ thống của chúng tôi. À mà đừng quên ghé thăm kênh của mình, Mai Tài Official, để lắng nghe những bài hát mới nhất, những bản cover mà bạn yêu thích nha. Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay GVN nhé. Khi 17 tuổi, tôi đủ điều kiện tham dự giải vô địch thế giới mùa 1 tại Thụy Điển. Đó là giải đấu đầu tiên của tôi, và tôi phải thuyết phục bố mẹ rằng tôi sẽ không mổ lấy nội tạng ở đó. Mặc dù giải thưởng rất nhỏ, cả giải đấu chỉ có 30 người và các trận đấu được diễn ra trên máy tính xách tay, nhưng khi ngồi xuống chơi trận đấu đầu tiên, tôi cảm thấy có lửa đốt trong tim, thúc đẩy tôi theo đuổi giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp và trở thành người giỏi nhất. Trở thành một tuyển thủ Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp là cách mà tôi hiểu về bản thân mình. Đó là sự tái sinh của tôi, một cơ hội để trở thành người mà tôi luôn muốn trở thành. Tôi muốn tự hào về bản thân và sự chăm chỉ của mình, không cảm thấy xấu hổ về niềm đam mê chơi game của mình. Tôi muốn trở nên mạnh dạn, tự tin và nổi tiếng. Tôi muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi bật với một cách thi đấu khác biệt, một người dám nói ra suy nghĩ của mình và sống thực tế. Tôi rất vui khi biết mình đã để người hâm mộ nhìn nhận mình một cách minh bạch trong suốt 10 năm, tất cả điểm mạnh, điểm yếu, thành công và thất bại của tôi. Vừa rồi là những chia sẻ của Double Leaf trong tâm thư tóm tắt hành trình thi đấu chuyên nghiệp trong 10 năm. Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian vừa qua. Từng câu, từng chữ đều khiến những người yêu mến anh cảm thấy tiếc nuối, bởi Double Leaf luôn vô duyên với đấu trường quốc tế, thậm chí anh luôn phải đón nhận những thất bại ê chề. Trở về quá khứ, trước khi Liên minh huyền thoại trở nên phổ biến và chính thức được công nhận là một môn thể thao điện tử như hiện nay, tựa game này từ những thuở sơ khai cũng là bị đánh đồng là một trò chơi điện tử. Và không chỉ ở Việt Nam mà gần như tất cả các ông bố bà mẹ trên toàn thế giới đều không muốn người thân hoặc con gái mình dính vào những thứ vô bổ ấy. Chính vì vậy, những game thủ đời đầu của Liên minh huyền thoại luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. Những màn tranh luận không hồi kết về tương lai và đam mê quyết định đi theo con đường game thủ thực sự như một canh bạc có thể trắng tay bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với chàng trai mang tên Yi Lang Peng hay Double Leaf, Liên minh huyền thoại chính là cứu cánh cho cuộc đời nhiều bi kịch. Thật vậy, nếu nói đến những sự đánh đổi thì không ai có thể sánh được với câu chuyện của xạ thủ lắm tài nhiều tật Double Leaf. Đằng sau ánh hào quang trên sàn đấu, sau những màn tung hô của người hâm mộ, Double Leaf lại trở về với những góc khuất của cuộc đời mình, một huyền thoại xuất phát từ kẻ vô gia cư. Double Leaf đã sớm bộc lộ tài năng chơi game thiên bẩm ngay từ lúc nhỏ khi tiếp xúc với các thể loại trò chơi cầm tay truyền thống và sau này là các tựa game MOBA như Dota và hiện tại là Liên minh huyền thoại. Sau một quãng thời gian dài thử nghiệm, Double Leaf nhận thấy mình cực kỳ yêu thích Liên minh huyền thoại, cộng thêm bản thân có tố chất và kỹ năng của một người chơi giỏi, chàng anh đã nhen nhóm suy nghĩ sẽ đi theo con đường này. Tuy nhiên, đó là điều mà anh muốn làm, còn gia đình thì không. Double Leaf là một trong những người góp mặt ở DreamHack mùa hè 2011 hay chung kết thế giới mùa 1. Nhưng để xuất hiện tại đó, anh đã phải đấu tranh tư tưởng không ít với gia đình, đến nỗi nó trở thành những cuộc tranh luận gay gắt và cãi vã không có điểm dừng. Những mâu thuẫn, rạn nứt
ngày càng nới rộng ra do những bất đồng về quan điểm. Vẫn quyết tâm đến với Thụy Điển để thực hiện ước mơ, sau khi trở về, Double Leaf đã bị đuổi ra khỏi nhà với một số đồ dùng cá nhân tối thiểu, chiếc máy tính cũ anh trai để lại, một chiếc xe đạp, 50 đô la Mỹ tiền mặt và 50 đô la Mỹ trong tài khoản PayPal. Khi đó anh đang học năm nhất tại Đại học California. Một cậu con trai 18 tuổi, không bằng cấp, không kinh nghiệm sống, không người thân, anh đã bị ném ra đường như thế này đây các bạn ạ. Những ngày tháng phải ăn nhờ ở đậu tại nhà bạn, trên thư viện, vật vờ ngoài đường như người vô gia cư, hoặc bất cứ nơi đâu, có lẽ đã trở thành một ký ức đắng cay đến tột cùng, khắc sâu mãi mãi trong tâm khảm của Double Leaf. Cảm giác bị bỏ rơi, nó đau đớn không tài nào tả xiết. May mắn cho anh vẫn luôn có người anh trai ủng hộ và quan tâm. Mặc dù điều kiện kinh tế còn hạn chế và luôn rơi vào tình trạng chống đối bố mẹ, nhưng người anh ấy vẫn không bao giờ quay lưng với cậu em trai ruột thịt của mình. Ngoài ra trong lúc khó khăn nhất, anh đã gặp được một người tên là Travis. Và khi Travis ngỏ ý muốn trở thành quản lý của anh, một tuyển thủ chuyên nghiệp, Double Leaf như người chết đuối vớ được phao. Có một mái nhà để đi về, một nơi ăn trốn ở, được sống với đam mê cùng những người đồng đội cùng chung chí hướng. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa? Nhận về một cậu trai không còn gì trong tay, đồng nghĩa với việc một thời gian dài sau đó, Travis sẽ phải làm việc không công. Anh vẫn gật đầu đồng ý, không chút ngại ngùng. Sự nhạy bén của một người quản lý cho biết, Double Leaf sẽ làm nên chuyện. Nếu nói Travis là một thiên sứ do Chúa Trời phái xuống, có thể Double Leaf sẽ tin vào điều đó, ít nhất là đối với cuộc đời của anh. Đó là người đã mang lại cho Double Leaf một mái nhà, giữa anh cách kê khai thuế thu nhập cá nhân đến duy trì các mối quan hệ hay quản lý tài khoản ngân hàng. Là người có công rất lớn tạo nên một xạ thủ huyền thoại như ngày hôm nay. Khi nhận được những đồng lương đầu tiên do chính mình làm ra, Double Leaf đã vỡ òa vì hạnh phúc. Và chẳng phải đợi quá lâu, nhờ kỹ năng cá nhân xuất sắc cùng phong cách thi đấu đặc trưng, anh đã lọt vào mắt xanh của những người đứng đầu Counter Logic Game. Tuy nhiên, ở lần đầu tiên khoác áo CLG, Double Leaf chỉ là tuyển thủ dự bị. Không bằng lòng với kiếp mài đít trên ghế dự bị, Double Leaf ra đi và tìm kiếm cơ hội thi đấu ở Epic Gamer hay Team Curse trước khi quay trở lại với Counter Logic Gaming. Trong lần thứ hai khoác áo CLG, Double Leaf được đánh giá là xạ thủ có kỹ năng cá nhân tốt nhất Bắc Mỹ. Thậm chí anh vinh dự trở thành đại diện của Bắc Mỹ tại siêu sao đại chiến 2013. Những vị tướng thành danh của Double Leaf là Ezreal, Grave và đặc biệt là Vayne. Vị tướng này trong tay của Double Leaf luôn khiến người xem và trầm trồ thán phục với những tình huống xử lý ảo diệu của mình. Anh luôn là mục tiêu được quan tâm nhất của cả trận đấu, dù là với đồng đội hay là đối phương. Tuy là sức mạnh chính của Counter Logic Gaming, nhưng anh cũng là điểm yếu của họ bởi họ phụ thuộc quá nhiều vào Double Leaf và nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu. Những công hiến của Double Leaf đối với CLG và những gì đội tuyển này mang lại cho bản thân anh đã khiến cho cả hai cái tên ấy gắn chặt với nhau như không thể tách rời. 4 năm là quãng thời gian quá đủ để chứng tỏ lòng trung thành, và Double Leaf cũng đã từng tuyên bố rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ CLG trừ khi họ không còn cần tôi nữa. Và rõ ràng khi con người đã trải qua nhiều đớn đau và mất mát, lòng trung thành sẽ được dấy lên mạnh mẽ đối với người đã ở lại với họ trong quãng thời gian khó khăn đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng phải ra đi, vì CLG không còn cần anh nữa. Mâu thuẫn giữa anh và người đồng đội kề vai sát cánh suốt 4 năm ròng, Afumu, đã làm chấn động thị trường chuyển nhượng thế giới vào cuối năm 2015. Afumu nói rằng Double Leaf là người làm không khí trong gaming house trở nên tồi tệ. Mọi người không muốn điều đó tiếp tục diễn ra, và đó là lý do mà Double Leaf phải rời đi. Thực hư có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, nhưng rõ ràng điều này đã chạm vào vết thương lòng của Double Leaf. Thế là anh lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Chuyển sang mái nhà mới TSM vào tháng 10 năm 2015, Double Leaf đã ngay lập tức có một màn đáp trả như dội một gáo nước lạnh vào mặt của CLG. Khi trong video ra mắt, anh đã có hành động ném áo CLG vào xả rác và khoác lên mình màu áo của TSM. Và tại buổi stream đầu tiên ở đội tuyển mới, lần đầu tiên một tuyển thủ Bắc Mỹ đạt mốc 100.000 người xem trong cùng một thời điểm, Double Leaf đã có những chia sẻ đầy cay đắng. Tôi đã ở CLG 4 năm, đó là nơi giúp tôi được như ngày hôm nay và tôi muốn gắn bó với nó mãi mãi. Nhưng đớn đau thay, họ lại không muốn vậy. Bất chấp việc tôi luôn một lòng tận tụy, nhưng họ đã quay lưng lại. Dù có rất nhiều cơ hội để rời đi, nhưng tôi đã luôn nói không. Tôi đã thực sự tin vào cái gọi là lòng trung thành. Hy vọng giờ đây, các bạn sẽ ủng hộ tôi và TSM, bởi đây là đội tuyển tôi đặt chọn niềm tin. TSM đã thay CLG trở thành mái nhà, trở thành gia đình của Double Leaf, mang lại niềm hạnh phúc cho anh, và anh cũng đã đáp trả lại tình yêu ấy
bằng những màn trình diễn còn tuyệt vời hơn trước. Dù thời gian đầu TSM cũng đã gặp khó khăn khi chưa dung hòa được hai ca tính nổi trội, Berserksen và Double If, nhưng mọi chuyện đã dần được cải thiện theo thời gian. Có những trận đấu, Berserksen dường như trở thành một hỗ trợ thứ hai bảo kê để Double If tỏa sáng và ngược lại. Hai ca tính ấy không ganh đua để chứng minh ai hơn ai, mà họ hỗ trợ lẫn nhau, bảo kê nhau, thay nhau tỏa sáng để vươn tới một mục tiêu cuối cùng, chiến thắng. Dẫu vậy, mối tình đó không kéo dài trọn đời như Double If mong muốn. Sau kỳ chung kết thế giới thất bại trên đất Trung Quốc 2017, anh đã bị team Solomid sa thải. Chuyển sang team Liquid, Double If đã từng bước khiến TSM phải hối hận. Dẫu vậy, trong lúc anh đang trở lại mạnh mẽ nhất thì bất ngờ nhận một cú sốc. Cụ thể, mẹ của anh đã bị sát hại bởi chính người con trai lớn. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh trai của Double If đã bị rối loạn tâm lý sau khi chia tay với bạn gái. Và sự việc đau lòng xảy ra khi hai ông bà Wiping và Gojun tìm cách an ủi con trai. Ngay sau đó, người hâm mộ trên toàn thế giới cũng như các tuyển thủ thể thao điện tử khác đã có lời chia buồn với Double If. Và như để chứng minh tôi vẫn ổn trước mất mát đó, anh đã cùng với team Liquid thống trị Bắc Mỹ trong suốt năm 2018. Dẫu vậy, như thường lệ, mọi người đều đã chán nản với Double If. Những màn trash talk trước trận đấu trở nên vô vị. Luôn thất bại trong việc vượt qua giai đoạn vòng bảng ở một giải đấu quốc tế. Kể cả anh có giành MVP của LCS mùa hè 2018, thì Liquid vẫn phải đáp máy bay về nước sớm sau vòng bảng chung kết thế giới. Trong quãng thời gian cuối năm 2018, team Liquid đã đưa nhà vô địch thế giới CoJJ và ngay lập tức Double If nhanh chóng bắt kịp cùng người hỗ trợ mới và Liquid tiếp tục đứng trên đỉnh vinh quang. Mặc dù CoJJ mới là người giành danh hiệu MVP, nhưng chúng ta phải nhìn vào màn trình diễn của Double If. Xạ thủ này mới thực sự là người xứng đáng với những vinh quang. Chỉ có điều, như thường lệ, chàng trai này vẫn quá vô duyên với chung kết thế giới. Bên cạnh đó, với phong độ nghèo nàn ở giai đoạn đầu của năm 2020, team Liquid đã không còn đủ kiên nhẫn với Double If. Do đó, viễn cảnh chàng trai xạ thủ này ra đi đã không khiến bất kỳ ai phải bất ngờ. Tuy nhiên, việc Double If trở lại TSM thì đúng là một cú lừa thực sự. Nhận lại chiếc áo màu đen trắng, Double If như được hồi xuân và chức vô địch LCS mùa hè 2020 chính là thành quả xứng đáng. Cùng với đó là sự kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ ở chung kết thế giới. Tuy nhiên, Double If nói riêng và TSM nói chung đã thể hiện một bộ mặt vô cùng bạc nhược với 6 trận thua trắng. Thành tích đáng quên này cũng đánh dấu TSM trở thành hạt giống số 1 đầu tiên toàn thua ở giai đoạn vòng bảng. Như lá thăm may rủi đưa họ vào một bảng đấu khá khoai, gồm nhiều cái tên khó sơi như Gen.G, Fnatic và LGD. Nhưng quan trọng hơn hết, phong độ và cách thi đấu của TSM mới là nguyên nhân lớn nhất khiến họ sớm bị loại. Nhà vô địch Bắc Mỹ dường như vẫn trung thành với lối chơi ở giải đấu quốc nội. Yếu tố này làm TSM không thể địch lại được những đội có thể chơi đa dạng nhiều màu sắc tại bảng tử thần. Thất bại đau đớn của TSM ở chung kết thế giới 2020 đã khiến cho tổ chức này phải thay máu đội hình. Và quyết định giải nghệ của Double If sẽ tạo ra cơ hội cho những tài năng trẻ của LCS có thể phát triển và ngày một trưởng thành hơn. Tóm lại, xuyên suốt sự nghiệp của mình tại LCS Bắc Mỹ, Double If đã bỏ túi 2.098 điểm hạ gục, thi đấu 486 trận và 8 chức vô địch. Tại giải đấu quốc tế, anh cũng đã 8 lần tham dự chung kết thế giới, 2 lần dự MSI và đạt thành tích cao nhất là ngôi vị Á quân MSI 2019. Double If đã nhiều lần trải qua thăng trầm cùng các đội tuyển khác nhau, cả trong game và ngoài đời thực. Và khác với người đồng đội Berserksen, thì Double If vẫn chưa chia sẻ gì về tương lai của mình. Tuy nhiên, theo như fan hâm mộ suy đoán, thì cả bạn bè và người yêu của mình đều ở team Solomid, nên có thể Double If sẽ ở lại đội tuyển này với tư cách là một streamer hoặc một chức vụ quản lý nào đó. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung về tiểu sử game thủ Double If của Cà Phê Liên Minh. Tuy sở hữu kỹ năng cá nhân xuất sắc cùng phong cách thi đấu đầy công hiến, mãn nhãn, nhưng Double If lại có khá nhiều anti-fan vì những phát ngôn ngông và tính cách có phần khô cứng, khó gần của mình. Nhưng rõ ràng là với vết thương trong quá khứ, Double If hay có những phát biểu ngông cuồng có lẽ cũng để chứng minh với gia đình rằng anh đang rất thành công cho sự nghiệp. Và từ trước đến giờ, mình cũng không hề có ác cảm hay có thành kiến gì với Double If, mà chỉ cảm thấy cảm thông. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thấy anh với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp ở một cương vị khác trong tương lai. Thông qua đây, chúng ta có thể thấy, giống như thể thao truyền thống, Liên Minh Huyền Thoại cũng có môi trường cạnh tranh khắc nghiệt không kém. Chỉ cần bị những chấn thương dai dẳng, hành hạ, dẫn đến không còn phong độ tốt nữa, các game thủ hoàn toàn có thể gặp phải tâm lý tồi tệ, từ đó đưa ra các quyết định như là rời team, giải nghệ, chuyển qua lĩnh vực khác như là huấn luyện viên, quản lý streamer. Cuối cùng, sau khi xem xong video, nếu các bạn có suy nghĩ gì,
thì hãy để lại ý kiến cá nhân cho Cà Phê Lê Minh được biết. Và đừng quên like, share và subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.